Bệnh viện Khuyến Mai là bệnh viện trường đại học phối hợp với Đại học UNB và VUB. Bệnh viện được thành lập ở Busan cách đây 90 năm, nhưng bệnh viện luôn cập nhật nền kỹ thuật khoa học tiên tiến hiện đại nhất nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu cho bệnh nhân. Địa điểm chăm sóc y tế dành cho người lớn của chúng tôi nằm ở ba vùng phía bắc Busan. Thực tế, chúng tôi tiếp nhận và hoan nghênh tất cả các bệnh nhân, không phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo và truyền thống của họ, và kể cả họ có bảo hiểm y tế hay không có bảo hiểm y tế. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi là chăm sóc bệnh nhân với chất lượng cao nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia giảng dạy nhiều chương trình đào tạo y tế như bác sĩ, điều dưỡng và y tế cộng đồng. Và chúng tôi không ngừng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu nhằm phát triển khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón các bạn đến từ khắp nơi trên thế giới đến với bệnh viện chúng tôi. Và chúng tôi cố gắng phục vụ các bạn trong ngôn ngữ của các bạn nếu như có thể. Chào mừng các bạn đến với bệnh viện Friedman.